quý bà hồi xuân và những ham muốn mãnh liệt, dạo dực, không biết phải chia sẻ cùng ai. Các bạn thân mến, chị em phụ nữ ngoại tứ tuần hay còn được biết đến là những quý bà hồi xuân. Và hồi xuân thì dường như luôn là một lứa tuổi rất là đẹp của chị em phụ nữ, và nó gắn liền với những ham muốn tình dục rất là mãnh liệt. Và việc ham muốn của chị em luôn dạo dực, luôn mãnh liệt là một ngọn lửa cháy âm ỉ. Và với một xã hội tuy rằng đã có những sự cởi mở, nhưng vẫn còn nhiều định kiến và còn nhiều điều khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy chưa dám bộc lộ và thể hiện hết bản thân mình, thì có những ham muốn mà chị em không dám thể hiện ra quá nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của những quý bà hồi xuân để tìm hiểu xem chị em có những ham muốn mãnh liệt đến từng mực nào. Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, chị Nguyệt ở Tây Hồ, Hà Nội trông vẫn rất cuốn hút với vẻ ngoài cân đối, mái tóc được uốn xoăn và cách nói chuyện điềm đạm. Chị ly hôn chồng đã 10 năm vì không thể tha thứ cho chuyện ngoại tình của chồng. Kể từ đó đến nay, những khao khát rất đỗi đàn bà trỗi dậy, thế nhưng chị thường cố kìm nén, quên đi bằng sự bận rộn trong công việc và chăm sóc, nuôi nấng các con. Vậy mà không hiểu sao thời gian gần đây, trong lòng chị rất hay nghĩ tới chuyện ấy. Chị đã cố gạt đi mà không được. Có những lúc niềm khao khát mạnh tới nỗi mà chị thoáng nghĩ tới việc cặp với một người đàn ông nào đó. Thế nhưng khi tỉnh táo lại thì lại nghĩ rằng mình không thể làm vậy. Rồi các con sẽ như thế nào nếu phát hiện ra, và mọi người sẽ đánh giá như thế nào về con người chị. Và rồi trong một lần đi công tác nước ngoài, nhìn thấy những thứ đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ trưng bày trong một gian hàng người lớn, chị bỗng thấy tim đập rất mạnh. Nán lại vài giây, chị quyết định mua một dụng cụ giả. Chị Nguyệt tâm sự, có thể ai đó biết sẽ nghĩ tôi không ra gì, nhưng đó là cách duy nhất có thể giúp tôi được lúc này. Tôi không muốn bị giày vò quá nhiều vì cảm giác thiếu thốn, khao khát mà không thể thỏa mãn. Tôi cũng không muốn có chuyện gì đó ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình hiện tại của mình và các con. Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng phòng khám sản phụ khoa và tư vấn sức khỏe tình dục của Trung tâm Y khoa Thái Hà, thì trường hợp những người phụ nữ ở tuổi trung niên, thậm chí đã bước qua giai đoạn mãn kinh, bỗng dưng dạo dực và khao khát chuyện chăn gối với nhu cầu được thỏa mãn mãnh liệt là một chuyện không hiếm. Thực tế thì phụ nữ tuổi 50 đến 60 tuổi vẫn còn ham muốn và hoạt động tình dục là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên do cách nghĩ áp đặt của xã hội rằng phụ nữ tuổi này thì không thể và không nên yêu, thế nên nhiều người thường cố áp đi. Và cũng theo vị bác sĩ trên thì một nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng những ham muốn của phụ nữ và nam giới có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Ở tuổi 18 đến đôi mươi, nam giới có nhu cầu tình dục cao gấp 3 lần phụ nữ. Thế nhưng khi 40 tuổi trở đi thì nhu cầu này ở nam giới giảm xuống, trong khi phụ nữ thì lại cao lên. Chính vì vậy chuyện hồi xuân ở phụ nữ không phải là một câu chuyện huyền thoại. Và cũng theo bác sĩ Kim Dung thì từ trước tới nay người ta hay đánh đồng giữa mãn kinh hay là tiền mãn kinh với suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới. Nhưng mà hiện tượng mãn kinh thực ra không liên quan đến ham muốn của chị em. Đó chỉ là khi mà lượng nội tiết tố nữ estrogen giảm đi, gây ra những hiện tượng như là bị khô âm đạo. Và khi chị em mà bị khô hạn, mà bạn tình không biết cách khơi gợi, mà khiến cho chuyện yêu trở nên đau đớn, thì khiến cho phụ nữ bị ám ảnh và họ rất là ngại làm, chứ không phải là vì họ hết ham muốn. Nhiều khi vì sự cố kìm nén của người phụ nữ, sự thiếu tâm lý của người đàn ông, thế nên nhiều người rơi vào bi kịch trước khi bước vào giai đoạn hồi xuân. Trường hợp của chị Thoa, trưởng phòng với một công ty may mặc tại Hà Nội là một điển hình. Sau gần 20 năm kết hôn, cuộc sống vợ chồng của chị Thoa đã ít nhiều rơi vào lối mòn nhàm chán, và mối quan tâm chung của cả hai đều là con cái và tiền bạc. Các con đều đã lớn, thế nên chị Hoa có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Chị lại thích các cuốn tiểu thuyết lãng mạn như Thời đôi mươi, thích những bộ đồ đẹp, gợi cảm và quan tâm hơn đến chuyện ấy. Trong khi đó chồng chị vì quá bận rộn trên con đường tăng tiến và sức khỏe cũng đã suy giảm phần nào, lại không mấy mặn mà với chuyện chăn gối nữa. Mọi việc cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Nếu như không có lần chị Thoa đi công tác và bị tiếng sét ái tình đánh trúng với một chàng trai trung đoàn kém mình đến mấy tuổi. Tôi như một con thiêu thân lao vào cuộc tình với người đàn ông rất biết cách chiều chuộng mình.
anh ta như một dòng nước tưới mát cả tâm hồn và thể xác đang khô héo vì bị lãng quên của tôi. Tôi thấy mình tươi trẻ lại. Chị Thoa kể, thế nhưng sự thay đổi này của chị lớn tới mức mà ai ở gần chị cũng nhận ra, và kể cả là ông xã. Mối quan hệ ngoài luồng bị phát hiện đi liền với nguy cơ gia đình tan vỡ. Chuyên gia sức khỏe sinh sản và tình dục Đào Xuân Dũng cho biết, hồi xuân là hiện tượng một người phụ nữ ở tuổi mãn kinh như được tiếp thêm một sức mạnh mới. Ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời còn trẻ. Khi đó thì họ có thể cảm thấy cuộc sống thảnh thơi hơn, lo toan cho con gái bắt đầu giảm bớt và không cần phải lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn, và tự tin vì bản thân đã có nhiều kinh nghiệm sống. Đây là những lý do được vị chuyên gia này đưa ra khi lý giải vì sao mà không ít phụ nữ sau tuổi 50 ham muốn còn cao hơn và thậm chí là dễ thăng hoa hơn trong những cuộc yêu. Hiện tượng hồi xuân được chia theo làm hai quan điểm về sinh học. Thứ nhất là bởi vì estrogen có tác dụng hưng phấn trong tình dục, nhưng testosterone do tuyến thượng thận tiết ra mới ảnh hưởng chính đến dục năng. Và đến tuổi mãn kinh thì nồng độ testosterone cũng giảm, nhưng không nhiều như estrogen, nên tạo ra sự chênh lệch lớn, khiến cho dục năng của phụ nữ lại tăng lên sau khi mãn kinh. Thứ hai là tiến trình tiền mãn kinh có một giai đoạn gọi là giảm progesterone và tăng estrogen, và chính sự rối loạn này gây ra nhiều triệu chứng khó chịu. Nhưng một số trường hợp tăng estrogen thì lại tạo cảm giác dễ chịu, tinh thần trẻ trung, và điều quan trọng nhất là tăng ham muốn rất là mạnh mẽ ở các chị em. Và cũng theo các vị chuyên gia này thì hồi xuân là một món quà diệu kỳ mà tạo hóa dành tặng cho người phụ nữ. Thế nên chị em chớ tìm cách kìm nén hay là có cảm giác xấu hổ về nó. Hãy gạt bỏ định kiến coi tuổi trung niên là không cần quan tâm đến tình dục, để giữ cho tâm hồn mình luôn trẻ trung. Trong giai đoạn này, nếu như có dấu hiệu và gặp phải những rắc rối về mặt sinh hoạt tình dục thì chị em càng không nên chấm dứt hoàn toàn chuyện chăn gối, bởi vì làm như vậy càng làm giảm bài tiết chất nhờn và độ chun giãn của các cơ quan sinh dục. Với trường hợp này thì các chị em có thể tham khảo các loại gel bôi trơn có chứa hormone estrogen, hay là các cái dạng viên nang trong mỗi lần giao hợp để giảm hiện tượng khô và teo niêm mạc âm đạo. Ngoài ra thì để tránh sự lệch pha hay là những bi kịch không đáng có trong giai đoạn này thì vợ chồng cũng cần những sự chăm sóc và tạo cơ hội khơi dậy cảm xúc trong nhau, có khi còn hơn cả tuổi trẻ. Quan hệ gần gũi vợ chồng cần được duy trì ở mức độ phù hợp với cả hai, và sự chia sẻ chân thành về cảm xúc và nhu cầu tình dục còn cần thiết hơn vào tuổi này. Vì sự dồn nén về mặt tâm lý, những bực bội hay mong muốn không được nói ra phải chịu đựng kéo dài thì tất nhiên là không hề tốt cho sức khỏe của cả hai vợ chồng. Nếu như ham muốn tăng nhưng lại gặp phải vấn đề về khô hạn thì chị em có thể sử dụng các liệu pháp hormone thay thế dưới sự chỉ dẫn của thầy thuốc, và đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách có một lối sống tích cực, ăn uống hợp lý, nhiều rau củ quả, ít thịt đi, vận động thường xuyên hơn, giữ cho tâm hồn luôn thảnh thơi, thư giãn và có được một cuộc sống tình dục thật sự đều đặn, điều độ và tốt cho sức khỏe của mình. Các bạn thân mến, hiện nay do chất lượng cuộc sống được nâng cao, thế nên dù đã ở tuổi 40, 50 hay thậm chí là 60 thì rất là nhiều các cặp vợ chồng đang có một đời sống tình dục rất là tốt, rất là viên mãn. Và dù đã ở tuổi mãn kinh nhưng nhiều cặp vợ chồng tuổi trung niên vẫn rất là dạo dực chuyện ấy. Thế nên nhiều người thì mặc dù là có quan hệ rất là đều đặn và tần suất dù có ít hơn tuổi trẻ, thế nhưng vẫn thường xuyên đắn đo suy nghĩ về việc mình đã mãn kinh nhưng vẫn ham muốn tình dục nhiều như thế vậy, thì liệu rằng mình có phải là một con người đồ đốn, một người mất nết hay là một người không gương mẫu cho con cháu hay không. Có rất là nhiều tâm lý luôn giằng xéo những người lớn tuổi. Và trên thực tế thì đây cũng là nỗi niềm chung của rất là nhiều phụ nữ đang ở tuổi mãn kinh hay là tuổi tiền mãn kinh. Và theo như bác sĩ Phan Chí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn, thì có hai nguyên nhân khiến người phụ nữ tuổi trung niên vẫn còn dạo dực trong chuyện ấy. Thứ nhất là bởi vì đây là thời kỳ rất là viên mãn của người phụ nữ về địa vị, về công việc, về con cái, không phải lo nghĩ. Thế nên đây thường là độ tuổi chị em thư giãn và hồi xuân rất là tốt.
Thứ hai, đó là bởi vì chị em bước vào thời kỳ này thì nội tiết tố đang có những sự dao động rất là mạnh. Và sự dao động này là nguyên nhân khiến cho những dao động trong mặt nhu cầu về mặt tình dục cũng được thay đổi rất là lớn. Kinh nguyệt của chị em không đều, có những tháng có tháng không, có tháng lại bị hai lần. Có những tháng không có kinh thì đồng nghĩa giảm nội tiết tố nên không ham muốn. Ngược lại, những tháng thậm chí có kinh đến tận 2 lần thì chị em lại vô cùng dạo dực. Trên thực tế thì ham muốn tình dục ở tuổi trung niên là một điều hết sức bình thường. Khi mãn kinh thì phụ nữ không thể mang thai được nữa. Tuy nhiên đó không phải là lý do mà các bạn nên ngừng quan hệ. Nhiều phụ nữ thích và thỏa mãn trong việc quan hệ kể cả khi đã bước sang tuổi già. Ở độ tuổi trung niên thì chị em vẫn có quyền được hưởng thụ đời sống thăng hoa. Điều này không có gì là đổ đốn hay là hư hỏng như nhiều người vẫn đang lo lắng và đang băn khoăn. Quan niệm cho rằng không nên quan hệ khi mà trên 50 tuổi là một quan niệm rất là sai lầm và có phần lạc hậu. Có một sự thật là những người thậm chí đã lên chức ông bà có thể đã hoặc đang quan hệ tình dục bình thường. Theo đó thì trên một cuộc khảo sát trên 2.000 phụ nữ để minh chứng cho vấn đề này thì gần 60% trong số những người 60 tuổi trở lên đã kết hôn hoặc là sống chung với người bạn tình thừa nhận rằng họ có quan hệ tình dục bình thường mà. Hơn nữa, 37% phụ nữ từ 80 tuổi trở lên thừa nhận họ có bạn tình và cũng đang có những hoạt động tình dục. Ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, chưa được cởi mở và tiếp thu chưa đúng về vấn đề tình dục của người trung niên. Không có gì là đáng xấu hổ hoặc là trái với tự nhiên hay trái với thuần phong mỹ tục khi mà bạn có những ham muốn kể cả khi đã lớn tuổi. Và chúng tôi đặc biệt rất là muốn nhấn mạnh điều này. Khi mà các bạn cần phải hiểu rằng tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không liên quan đến những vấn đề về tôn giáo, về tín ngưỡng thì đây hoàn toàn là một hoạt động nên được thực hiện một cách điều độ, vừa giúp bảo vệ tốt cho sức khỏe chúng ta mà lại vừa giúp cho các cặp vợ chồng hay là các cặp đôi có những sự khăng khít tình cảm và gắn bó hơn. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với lời tâm sự, những câu chuyện rất là thật với các chị em phụ nữ tuổi trung niên với những khao khát, với những dạo dực tuổi yêu đương như thế này thì hy vọng là các anh cũng đã có thể hiểu hơn về tâm lý của các chị em phụ nữ trong lứa tuổi này để chúng ta cùng yêu thương, chiều chuộng và gắn kết với nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.